biết rồi. Mình kiểm tra bài tập bạn đã làm chưa? Làm rồi, hỏi thế là biết rồi, không phải phải nói nhiều. Thế vào đây mình kiểm tra. Nói thế là biết rồi, đi kiểm tra được hay thì rồi rồi à? Cái loại mày chưa làm. Rồi, ha. Bạn Trạ, bạn Hiền, bạn muốn nói gì? Đứng lên nào. Em bảo cô em có ý kiến, em đã kiểm tra bài tập cả lớp rồi. Có riêng bạn Thư không cho em kiểm tra, em không biết bạn đã làm hay là chưa. Thư, mang vở lên đây cho cô. Đây ạ. Thư, tại sao em vẫn chưa làm bài tập về nhà hả? Tại hôm qua em hơi mệt một chút ạ. Cô đã giao bài tập này 4 tuần trước rồi mà hôm nào em cũng bảo mệt. Thì em không làm được một chữ nào hả? Dạ em... Sau vụ này cô sẽ mời phụ huynh của em lên và cô sẽ báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Hạ hạnh kiểm của em xuống một bậc. Sau đó tôi sẽ trình bày lên ban giám hiệu nhà trường phê bình em trước toàn thể. Mày nhớ mà tao đấy còn dành con. Thư không nói được gì nên rất tức giận. Dù được nung chiều nhưng nếu tin này đến tai bố mẹ thì Thư cũng sẽ bị mắng nên rất sợ. Chính vì vậy, Thư đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu Hiền, người phụ trách báo cáo bài tập với cô giáo. Tan học, Hiền đeo cặp sách đi xuống sân trường. Ngoài kia nắng lấp lánh mặt tầng mây, chỉ một mình em luôn chăm ngoan đến sáng. Trong lăng soi gương em khép lịch, trông em nay khác rồi, nhìn xem. Con bé kìa, đứng lại. Con kìa, con kìa. Vui là con gái mà, vui là con. Mày làm cái gì đấy? Tao bảo mày đứng lại, sao mày không đứng lại? Tại sao mày phải đứng lại? Lẻo mồm à? Lúc mày lẻo với con thì nhanh lắm rồi mà. Tao không có biết lẻo gì cả, tao chỉ làm đúng một việc của mình thôi. Ra là mồm, mày còn cãi à? Kiểm cho tôi. Tại sao chỉ có mình em biết mà nó không phải biết ạ? Rồi em gây sự với bạn trước. Tuần sau vào buổi treo cờ, em đứng lên trước toàn trường đọc bản kiểm điểm cho cả trường nghe. Dành con. Ngày hôm sau, Thư thương tất cả các đàn em của mình đến để hội đồng Hiền. Ngày xưa bất thơ bác chúng mày đi theo chị đi về, đi về, đi về. Đánh con cho tao. Cùng chiếc xe gắn máy 110cc. Hello. Thằng này móng mặt gớ, tao còn về được. Không, đi về đi. Anh đi rồi. Nếu mà nó ăn lưới tay lắm rồi. Chân lưới.
Làm điếu à? Vào rồi. Tao chỉ sang hút vết à? Cái này không thơ. Người ta chế. Anh hiểu thế à? Như sinh mà. Thế là khác đâu. Chịu, chắc có kéo nên đi rồi. Ô, lối kìa. Thằng danh con này. Ê, cô. Làm điếu không? Điếu à? Điếu không? Chúng mày đi, tao ở về nhà. Về làm đất gì? Tao phải đi chơi. Nếu không đi làm bán bài, thắng cả ván thằng cả triệu đấy. Tao phải về nhà do hàng đứa mẹ, tao không có tiền. Mày đừng có điêu. Tao thấy mày vào bán tạp hóa làm gì? Tao chỉ mua đồ dùng thôi. Nếu không thì cho tao tiền để đi chơi. Nhưng mà lần trước mày đã trả đâu. Bố lão, bố trời cấm bộ. Của chi đoàn dân chủ vừa rồi là hai tình huống điển hình của tệ nạn xảy ra trong môi trường học đường, đó hành vi bắt nạt, sử dụng chất kích thích, dụ dỗ người khác sử dụng chất kích thích và hành vi không tuân thủ luật giao thông. Ở cảnh một, bạn Thư đã sử dụng bạo lực và kêu gọi đánh hội đồng bạn Hiền vì cùng lớp vì một xích mích nho nhỏ xảy ra xuất phát từ chính bạn. Còn ở cảnh hai, bạn Hải và Tuấn đã sử dụng thuốc lá đồng thời dùng dê và bạo lực với Lâm. Đó là những hành vi đáng lên án. Kết cục của những bạn trẻ này chắc chắn sẽ không tốt. Và tương lai của các bạn ra sao cũng còn là một ẩn số. Kính thưa quý ban giám khảo, các quý vị đại biểu và toàn thể quý vị khán giả yêu mến, theo quy định tại khoản 5 điều 2 nghị định 80 năm 2017, bạo lực học đường là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm, cô lập và xua đuổi, hành vi cố ý gây tổn thương đến thể chất tinh thần của người khác trong cơ sở giáo dục hoặc lớp độc lập. Căn cứ theo khoản 1 điều 60 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định về tuổi của người lái xe là người đủ 18 tuổi trở lên và được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Và qua tiểu phẩm vừa rồi, chúng ta cũng rút ra được những bài học cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật ở trẻ vị thành niên. Tất cả chúng ta đều cần thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng thông qua hội nghị, thảo luận và lồng ghép các bài học vào thực tiễn, phòng ngừa bạo lực học đường, hỗ trợ khi người có nguy cơ bị bạo lực học đường, cảnh báo với học sinh, sinh viên về nguy cơ bị bạo lực học đường. Biện pháp xử lý khi xảy ra bạo lực học đường cần có biện pháp cô lập và khống chế kịp thời các đối tượng gây ra, không để đối tượng trực tiếp gây hậu quả không mong muốn. Chúng ta cũng cần liên lạc báo cáo ngay với các thẩm quyền để xử lý các vụ việc theo quy định. Thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp chăm sóc y tế đối với nạn nhân và thông báo kịp thời với gia đình của nạn nhân để phối hợp xử lý. Tiểu phẩm của chi đoàn dân chủ em thế nên là kết thúc. Xin mời các diễn viên đến để chào các quý vị khán giả và các quý vị đại biểu ban giám khảo.